Chào mừng các bạn đến với bài giảng Topo Đại Cương. Hôm nay mình sẽ giảng cho các bạn về tập đóng trong một không gian Topo, định nghĩa và rất là nhiều ví dụ. Đầu tiên, định nghĩa về tập đóng nha các bạn. Thì cho tập F là một tập hợp của không gian Topo XT. Thì khi đó, tập F này được gọi là tập đóng nếu như mà cái phần bù của nó trong X là mở. Phần bù của F trong X là mở, tập X hiểu F nha các bạn, là mở. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đơn giản chỉ là cái tập X hiệu F này nó thuộc vào topo T thôi. Tại vì trong một không gian topo, XT, T này là một họ các tập, tập con của X. Thì một cái tập nằm trong cái họ T này nè, được định nghĩa là tập mở. Thì cái định nghĩa tập đóng là đơn giản hết các bạn. Một tập hợp là đóng trong một không gian topo nếu phần bù của nó là mở. Vậy thôi ha các bạn. Ví dụ 1 nè các bạn. Cho X là một cái không gian topo với topo rời rạc. Topo rời rạc là gì vậy các bạn? Topo rời rạc là cái topo đó, cái họ T này nè, nó chính là họ gồm tất cả các tập con của X ha các bạn. Thì khi đó một cái tập đóng trên topo rời rạc là gì vậy các bạn? Thì các bạn chú ý rằng trong topo rời rạc này thì mọi tập con của X nó là một cái tập thuộc vào họ tô, là một tập mở đúng không? Cho nên là bất kỳ một tập con nào của X nó cũng là tập mở. Thì theo định nghĩa của tập đóng nè, tập đóng là một cái tập nếu như mà cái phần bù của nó là mở ha. Thì với cái topo rời rạc thì mọi tập con của X là tập mở, cho nên các bạn lấy phần bù của một cái tập con bất kỳ thì nó là tập đóng. Cho nên là trong topo rời rạc thì mọi tập con của X cũng là tập đóng luôn ha các bạn. Rồi bây giờ ví dụ thứ hai nè, xét không gian topo R với topo thông thường đó. Thì với topo thông thường thì các bạn biết một tập mở của nó là một cái khoảng mở ha, hoặc là các khoảng vô tận đó, các khoảng mở mà vô tận đó, trừ vô cùng cho đến một điểm, hoặc là từ một điểm cho đến cộng vô cùng mà khoảng mở ha. Thì trong cái không gian topo R với topo thông thường nè, với mọi AB thuộc R sao cho A nhỏ hơn B, thì cái tập là cái đoạn đóng AB nè là đóng. Vì sao? Vì bây giờ các bạn phải đi chứng minh là phần bù của cái đoạn đóng AB này nè trong R là mở, trong R với topo thông thường. Thì các bạn đi lấy R hiệu đi cho cái đoạn đóng AB nè. Đó, đoạn đóng AB là đây. Đây là đường thẳng thực R. Thì các bạn lấy R hiệu đi cái đoạn đóng AB này. Thì chúng ta có được hai đoạn. Đoạn màu đỏ là trừ vô cùng cho đến A, và nó mở ở A. Và đoạn màu xanh là từ B cho đến cộng vô cùng, và nó mở ở B. Thì trong topo thông thường trên đường thẳng thực R, thì mỗi cái đoạn đỏ, đoạn xanh lá cây này nè, nó là mở, cho nên hợp của nó cũng là mở theo định nghĩa của không gian topo, đúng không? Như vậy thì các bạn vừa mới chứng minh được rằng phần bù của cái đoạn đóng AB này nè trong R nó là mở, cho nên là cái đoạn AB này nè là đóng trong topo thông thường. Bây giờ chúng ta qua ví dụ thứ ba, xét không gian topo R2 là mặt phẳng thực của các bạn đây ha, cùng với topo thông thường. Thì khi đó tập F gồm những cái bộ XY thuộc vào R2 sao cho X là 0 âm và Y 0 âm, là cái phần đỏ nè các bạn. Phần đỏ nhưng mà có cả hai cái tia này ha. Đó, có cả hai tia. Cho, vì ở đây các bạn còn cũng có lấy X bằng 0 và Y bằng 0 này ha. Tức là bạn lấy các cái tia này luôn. Ha. Thì khi đó cái tập F này nè là đóng trong R2. Thì sao vậy? Vì khi mà các bạn lấy phần bù của F trong R2 thì các bạn được cái gì? Các bạn được cái phần, cái gốc phần tư thứ hai, thứ ba và thứ tư ở đây đúng không? Nhưng mà trừ đi hai cái tia này. Đó. Tức là cái phần này. Bây giờ chúng ta sẽ chia cái phần này ra làm hai phần, là phần màu xanh này. Màu xanh là trừ vô cùng 0 nhân cho R. Tại sao vậy? Đây là tích tiểu kép từ trừ vô cùng 0 cho đến R.
trừ vô cùng không là nó nằm trên, bạn lấy cái trên cái tia OX nè, và cái phần âm đó, và bạn tích đề kép với cả cái đường thẳng đứng nè, thì bạn sẽ có được phần xanh này nè. Còn phần thứ hai mà mình chia ra đó là cái phần sọc. Cái phần sọc này nè các bạn, phần sọc này nó có tràn qua cái phần xanh này luôn nè, các bạn thấy không? Thì đây chính là R nhân cho trừ vô cùng đến không. Tại sao vậy? R nè, nó chính là cái đường thẳng này nè các bạn. Bạn tích đề kép cho cái phần y đó mà nó nhỏ hơn không là phần này. Cho nên nó là cái phần sọc này nè, nhưng mà bạn không có lấy cái tia này nha. Như vậy mình nói lại nè. À, khi mà các bạn lấy R2 trừ đi cho F là trừ đi cái phần đỏ gồm có hai tia này, thì các bạn sẽ được một cái tập nó là hợp của cái phần màu xanh. Phần màu xanh là phần này nhưng mà nó không có chứa cái tia này ha. Tất cả là cái phần sọc. Phần sọc là phần dưới này mà không chứa tia này. Thì đây chính là hai tập mở trong R2, rõ ràng không các bạn? Rõ ràng ha. Rồi bây giờ các bạn có thể hỏi là tại sao mình chia được ra làm hai tập như thế này? À, sao các bạn nghĩ là sao không chia đơn giản ra một phần ở bên này là một phần màu xanh nè, với cái phần bên kia là chỉ cái góc phần tư thứ tư này thôi. Lý do là sao vậy các bạn? Lý do là các bạn bị vướng hai cái tia này nè, tia từ đây tới đây và cái tia này đó, cái tia mà y âm nè và cái tia là x âm nè đó. Cho nên nếu như các bạn chia ra phần màu xanh thôi với cái phần gốc phần tư này thôi thì các bạn bị vướng bởi cái tia này nè đó. Cho nên là cái phần thứ hai, nếu như bạn lấy gốc phần tư mà có vướng cái tia này gần nội luôn á, thì nó không có thể nào mở trong R2 được. Cho nên chúng ta phải chia ra làm hai tập đó, mà nó có chồng lên nhau cái phần này, nhưng mà nhờ như vậy cho nên là hợp, đây chính là hợp của hai tập mở trong R2, thành thử là nó cũng mở trong R2 luôn. Cho nên là phần bù của F đó, nó chính là hợp của hai tập mở trong R2, cho nên là nó mở trong R2. Vì vậy F là đóng trong R2 ha. Bây giờ mình qua ví dụ thứ tư là mình xét trên tập X topo bù hữu hạn. Topo bù hữu hạn là bác các bạn học trong bài 1 mình có giảng, đó là cofinite topology đó. Thì nhắc lại cho các bạn nè, topo bù hữu hạn là gì? Nó chính là cái topo đó mà là hợp của tập rỗng với các tập con của x sao cho phần bù của cái tập con g này nè, trong x là hữu hạn ha. Thì khi đó câu hỏi đặt ra là một cái tập đóng trong x với topo bù hữu hạn là có dạng như thế nào đó. Thì khi đó nếu như các bạn lấy một cái tập F đóng trong topo bù hữu hạn nè, thì theo định nghĩa thì phần bù của nó trong x là phải mở mở trong topo bù hữu hạn ha. Nhưng mà theo định nghĩa của topo bù hữu hạn thì tập mở của nó là nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tập rỗng, hoặc là phần bù của cái tập mở đó nó chính là hữu hạn. Như vậy nó sẽ có hai trường hợp nè, x trừ f là mở nè. Như vậy có hai trường hợp là x hiệu f nó là bằng rỗng, hoặc là phần bù của x hiệu f trong x là hữu hạn đó. Ok không các bạn? Mình nói trong trường hợp thứ hai này trước ha. Nếu như phần bù của x hiệu f trong x, phần bù của x hiệu f trong x chính là f luôn, nên trong trường hợp này phần bù của x hiệu f trong f là hữu hạn, có nghĩa là f là hữu hạn. Và trong trường hợp thứ nhất là x hiệu f bằng rỗng, thì khi đó tập f này chính là bằng tập x luôn. Như vậy chúng ta sẽ có cái kết luận là gì? Là khi bạn xét cái tập x với topo bù hữu hạn đó, thì các bạn thấy là một cái tập đóng của nó đó, nếu như mà nó khác tập x đó thì nó là tập hữu hạn. Có nghĩa là một tập đóng trong topo bù hữu hạn nó hoặc là tập x, là tập lớn này luôn nè, hoặc là một cái tập hữu hạn. Ok không các bạn? Và chúng ta vừa mới thấy các ví dụ 1, 2, 3, 4 nè, 4 cái ví dụ. Thì các bạn thấy nè,
trong một cái tập ít đó, nếu như các bạn xếp topo khác nhau thì cái tập đóng của nó là khác nhau. Ví dụ như trong ví dụ một nè, nếu như các bạn xếp topo rời rạc thì một tập đóng của nó là một tập hợp bất kỳ đó. Còn nếu như mà các bạn xét trong ví dụ 4 này mà các bạn xét topo bù hữu hạn đó, thì tập đóng của nó là một tập hữu hạn nếu như nó không phải là cả cái tập ít này ha. Và mình quay lại mình nói một chút xíu trong cái ví dụ 2 này nè. Ví dụ 2 này là tại vì các bạn đang xét trong cái topo thông thường đúng không, thì cái tập đóng của nó là như thế này đó. Nhưng mà nếu như các bạn xét trên R với cái topo khác, ví dụ như là trên R các bạn cũng có thể xét là topo rời rạc nè, topo bù hữu hạn nè ha, thì cái tập đóng của nó là khác. Hoặc là ví dụ như trong bài 4 đó, trên R các bạn có học rất là nhiều loại topo khác nhau, topo K nè, topo giới hạn trên nè, topo giới hạn dưới nè, thì với mỗi topo như vậy á là cái tập 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 đóng của nó là khác nhau, thì các bạn phải dùng đúng cái định nghĩa này để xác định khi nào một tập là đóng trên một không gian topo ha. Rồi qua bốn cái ví dụ này nè, chúng ta đặt ra một câu hỏi là liệu có thể tồn tại một cái tập vừa đóng vừa mở trong một không gian topo không? Thì câu trả lời là có. Các bạn nhìn vào ví dụ 5 này nè, cho R với topo thông thường, thì khi đó nếu như bạn xét Y nó là hợp của cái tập đóng này nè với cái tập mở này nè, như là không gian topo con của R với topo thông thường á, thì khi đó cái tập 01 và 23 này, 01 01 là đoạn đóng 01 và đoạn mở 23 này nè, là hai tập vừa đóng vừa mở trong Y. Trong Y nè, trong Y là tập này nè. Đó. Vì sao vậy? Để chứng minh cái tập 01 này là mở trong Y thì trong bài trước về không gian con đó thì các bạn đã học định nghĩa không gian con đó. Ở đây bạn xét Y là không gian con của R với topo thông thường, thì cái tập 01 này là mở trong Y nếu như nó là giao của tập mở của một tập mở trong R với chính Y. Thì trong trường hợp này nè, cái đoạn 01 này nè nó chính là giao của cái anh Y, là cái anh màu xanh này các bạn, màu xanh bởi vì Y là hợp của 01 giao với lại khoảng mở 23 này, với cái khoảng này giao của Y với cái khoảng mở này. Bạn lấy cái khoảng mở trừ 1 phần 2, 3 phần 2 nè. Đó, thì bạn lấy anh Y này nè, là cái phần màu xanh nè, giao với cái phần màu đỏ này, có nghĩa là bạn ra hoàn toàn cái tập 01 này không? Đó, cho nên là ở đây chúng ta vừa mới chứng minh được là cái đoạn 01 này nè, nó chính là bằng Y giao với một tập mở trong R. Cho nên chính vì vậy, cái đoạn 01 này là mở trong Y. Tương tự như vậy, cái đoạn 23 này là mở trong Y. Vì sao? Thì 23 nó chính là cái đoạn 23 giao với chính tập A tập Y luôn. Đó. Còn bây giờ này, để chứng minh cái đoạn 01 này nè nó là đóng trong Y, thì bạn cần phải chứng minh là cái phần bù của 01 trong Y là mở trong Y. Bạn cần phải lấy phần bù của 01 trong Y, bởi vì các bạn đang đang xét trong Y ha. Đó. Chứ không phải là lấy phần bù trong trong R hết các bạn, lấy phần bù trong Y. Thì bạn lấy phần bù của 01 trong Y nè. Nó chính là phần bù của 01 trong Y chính là cái đoạn mở 23. Đó, vì sao? Vì Y là hợp của hai anh này. Mà cái đoạn mở 23 các bạn vừa mới chứng minh ở mục 2 này nè, nó là mở trong Y. Do đó, cái đoạn 01 này là đóng trong Y. Tương tự như vậy, để chứng minh đoạn 23 là đóng trong Y, bạn lấy phần bù của 23 trong Y, nó chính là cái đoạn đóng 01 này. Mà cái đoạn đóng 01 này, nó trong mục 1 này các bạn vừa mới chứng minh là nó mở trong Y. Cho nên là cái đoạn 23 này là đóng trong Y. Như vậy thì các bạn vừa vừa mới chứng minh nè, 01 là mở trong Y, cái đoạn 01 là đóng trong Y. Cho nên trong Y này là cái tập 01 này là vừa đóng vừa mở. Và cái tập 23 này các bạn cũng vừa mới chứng minh là nó vừa đóng vừa mở. Rồi. Và bây giờ này
Mình quay lại cái ví dụ 1 nè. Thì trong cái ví dụ 1 các bạn vừa mới thấy đó, với topo rời rạc thì một cái tập con của x nó là mở một tập con bất kỳ, và một tập con bất kỳ của x nó cũng đóng trong trong x luôn. Cho nên với topo rời rạc thì mọi cái tập con bất kỳ của x cũng đều là một tập vừa đóng vừa mở. Có nghĩa là mình vừa mới chứng minh là trong một cái không gian topo thì tồn tại những cái tập vừa đóng vừa mở ha. Và bây giờ nếu như các bạn lấy một không gian topo bất kỳ thì hai tập rỗng và x cũng là hai tập vừa đóng vừa mở luôn. Tại vì sao vậy? Thì theo định nghĩa của không gian topo thì tập rỗng nó là mở, đúng không? Cho nên phần bù của nó là tập x là đóng. Nhưng mà trong không gian topo thì tập x nó cũng mở luôn. Cho nên là tập rỗng này là vừa đóng vừa mở. Tương tự như vậy, x là tập mở, phần bù của x là rỗng, đúng không? Là tập đóng. Đó, cho nên rỗng là vừa đóng vừa mở luôn ha. Rồi chúng ta có một cái định lý cho x là một không gian topo, khi đó rỗng và x là các tập đóng như các bạn vừa mới thấy ở ví dụ 6 ha. Giao của một họ bất kỳ của tập đóng là tập đóng, hợp của một họ hữu hạn tập đóng là tập đóng. Để chứng minh cái định lý này nó rất là dễ, các bạn chỉ sử dụng cái định nghĩa của không gian topo thôi. Đây, mình nhắc lại cho các bạn định nghĩa không gian topo nè. Đó. Một topo trên tập x là một họ t, các tập con có x sao cho rỗng và x thuộc vào t. Thì nó chiếu qua đây là rỗng và x là tập đóng, bởi vì sao? Vì trong ví dụ 6 này mình vừa mới giải thích. Hai, hợp của một họ tùy ý, ở đây hợp họ tùy ý, tập mở là tập mở, thì đổi qua tập đóng, nó chính là giao một họ tùy ý, tập đóng là tập đóng. Cái điều 2 này ở trong định lý này là tương đương với điều 2 trong định nghĩa này. Vì sao vậy? Vì ở đây các bạn chỉ sử dụng luật De Morgan trong lý thuyết tập hợp thôi, đúng không? Đó, thì ở đây là hợp họ tùy ý, thì đây là thành giao họ bất kỳ, bởi vì một tập đóng khi phần bù của nó là mở ha. Và một thứ ba trong định nghĩa là giao một họ hữu hạn tập mở là tập mở, thì nó tương đương với mục 3 trong định lý này, hợp của một họ hữu hạn tập đóng là tập đóng ha các bạn. Như vậy thì các bạn cứ nhớ trong đầu này, không gian topo nè, rỗng x thuộc vào tô này ha, rồi hợp thì hợp tùy ý, giao thì giao hữu hạn, tập mở. Còn khi mà các bạn chiếu qua tập đóng á, thì nó là giao thì giao giao tùy ý, và hợp là hợp hữu hạn, tập đóng là tập đóng ha. Thì đó là lý do tại sao mà trong một số sách đó người ta dùng cái định lý này là như là định nghĩa cũng được luôn ha các bạn. Rồi bây giờ mình có hai bài tập nhỏ nhỏ cho các bạn thực hành cái định nghĩa về tập đóng hôm nay ha. Thì bài thứ nhất nè, là cho x và y là hai không gian topo, chứng minh rằng nếu là a là đóng trong tập x và b là đóng trong tập y, thì cái tích tuyệt giác a nhân b là đóng trong tập x nhân y với topo tích. Topo tích là các bạn học trong bài số 6 đó ha. Rồi bài số 2, cho x là không gian topo, chứng minh rằng nếu u là mở trong x và a là đóng trong x, thì u hiệu a là mở trong x và a hiệu u là đóng trong x. Có nghĩa là nếu như các bạn có tập thứ nhất là mở, tập thứ hai là đóng, thì phần bù của cái tập thứ hai trong tập thứ nhất là mở ha, và phần bù của tập thứ nhất trong tập thứ hai là đóng trong x. Có nghĩa là phần bù của một tập đóng trong tập mở là mở, và phần bù của một tập mở trong tập đóng là đóng. Nôm na là vậy cho dễ nhớ ha các bạn. Đó. Thì sau này mình sẽ sử dụng lại kết quả trong bài 1, bài 2 này, cho nên các bạn cố gắng làm giùm mình ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã quan tâm theo dõi bài giảng của mình. Hy vọng rằng bài giảng của mình giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về học phần topo đề cương. Chúc các bạn học thật là tốt và có thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng sau. Chào các bạn.